những cái lần thi đấu, những cái lần xuất hiện của Châu Vi ở khu vực giữa, chúng ta phần nào đó có thể thấy được cái sức mạnh đến từ Kassante, và chưa kể là cái lối chơi hoàn toàn có thể bỏ lính di chuyển ra hai bên cánh của Faker được vận dụng với vị tướng chống chịu của tạo khu vực giữa. Và bước đáp trả đến từ BDD đó chính là Vega để có thể tích tụ và có được thêm một cái ngòi nổ sức mạnh thêm dành cho bên phía của KT ở giai đoạn về sau của ván đấu. Tôi nghĩ rằng Vega chọn cuối này cũng khá là hay đến từ KT, tại vì nhìn sơ qua đội hình của T1 là một đội hình tay ngắn, tầm hoạt động của họ tương đối là hạn chế. Cả con tướng xạ thủ của họ ngoại trừ việc bạn xả thanh trừng từ xa thì cái tầm bắn của Lucian cũng tương đối là ngắn, cho nên việc bạn phải đối mặt với những cái cú bẻ cong không gian liên tục ở trong giai đoạn sau của Vega sẽ giúp cho bên phía KT tạo ra được những vùng an toàn rất lớn dành cho con Aphelios của Amin. Ngày hôm nay chúng ta được chứng kiến cờ xanh tây đường giữa lần đầu tiên của Faker mùa này đúng không? Tôi nhớ không lầm là anh ta chưa bao giờ, mặc dù là bể tướng rất là rộng nhưng chưa bao giờ sử dụng cờ xanh tây đường giữa. Chovy thì có đánh một vài lần rồi, đối mặt lại Vega của BDD. Và ván đấu đầu tiên, cuộc đối đầu ở playoff vòng 2 giữa T1 và KT Roster sẽ bắt đầu ngay bây giờ với T1 bên phía đội 1 và KT Roster bên phía đội 2. Bản thi đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh LCK tiếng Việt và thuộc bản quyền của Bobsport. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho chúng tôi những lượt tương tác, lượt like và những lượt chia sẻ để chúng tôi có thêm động lực truyền tải những ván đấu hấp dẫn dành cho các bạn. Và cuộc chiến đại chiến viễn thông xin phép được bắt đầu ngay sau đây. Lucian Nami ở khu vực đường dưới, nhưng với áp lực đến từ Renekton, từ Vega thì con Lucian này không được phép cầm thiêu đốt. Nó sẽ giảm tải một chút xíu cái áp lực mà đội hình của KT Roster chịu ở khu vực cánh dưới, nhưng vẫn sẽ là một cái áp lực cực kỳ lớn, bởi vì đây là một bộ đôi mà T1 đã vận hành rất nhiều, và thậm chí là không chỉ là T1, rất nhiều những đội đã có thành công với lại Lucian Nami ở mùa giải hiện tại, với tỷ lệ thắng tương đối là cao, lên tới khoảng chừng 60%. Và Amin lại gặp áp lực, và pha này tôi nghĩ rằng kết không về được. Kết phải đảm bảo rằng là Honor về rồi anh ta mới dám bấm B về, chứ nếu không là Amin đi. Bên phía KT chắc cú luôn, là đầu tiên là Amin cứ về trước đã. Kurt đứng giữ vị trí ở bụi cỏ chặt 3, không dám làm gì cả. Làm sao mà anh ta phải biết được rằng Honor đã đi hay chưa? Anh ta đã có thông tin rằng rồng bị kéo ra, nhưng bây giờ đường dưới của KT không có người, xạ thủ của họ đã về, thì con rồng này bên phía Honor vẫn ăn một cách khá thoải mái. Kurt đang suy nghĩ về việc là tiến tới và tổ chức một pha 50-50, nhưng khi mà Gumayusi với lại Keria ra, bỏ ngay ý định đó luôn. Chênh lệch của hai người chơi xạ thủ bắt đầu được thiết lập. Hai lớp giáp trụ đã được bào ở trong những cái kế hoạch chơi xoay quanh khu vực dưới đến từ con Elix, và bộ đôi Lucian và Nami đang được vận hành khá là tốt. Hãy nhìn về cái lượng chênh lệch về tiền 800 gần 900 dành cho Gumayusi. Còn khu vực đường trên là một cái ốc đảo được tạo ra đến từ Zed. Và trong giai đoạn vừa qua, Zed đánh kèo tự chơi khá là ổn. Và trong cái bối cảnh này thì chúng ta cũng đang dựng ra được một cái chênh lệch đâu đó là hai quay lính so với lại King. Và nó nằm hoàn toàn từ những pha sử dụng chiến thuật để áp lực xuống khu cánh dưới. Cánh trên Zed tự thắng, không cần ai làm gì. 127 chỉ số lính so với 114, và chưa kể đó luôn có cái thế lính đẹp dành cho Zed ở khu vực đường trên. Nhìn đi ghê. Trong khi đó Amin mất cái tốc biển, có luôn sóng thần đẩy vào và Amin đi chiến công đầu. Nhìn mặt của Amin khó chịu thật sự, gương mặt không được chơi game. Tưởng rằng đối phương đã về, mình sẽ có cái cơ hội để có thể đẩy được cái đợt lính đó, nhưng không, một tình huống phết biến về và tiếp tục ở lại trong trụ đầu tiên không cần con sứ giả này vẫn có cho Gumayusi và Kira. Cảm giác tương đối nô hấp một tí ở khu vực đường dưới. Thôi thì hy vọng rằng KT có thể kéo lê để mà lúc đó con Vega của BDD chẳng hạn, người thoải mái nhất từ đầu đến giờ, được farm ở khu vực đường giữa, có thể giúp cho đồng đội của mình hoạt động tốt hơn bằng những tình huống bẻ cong không gian hạn chế tầm hoạt động của T1. Nhưng mà tôi chỉ sợ rằng họ không ngăn cản được cái quả cầu tuyết mang tên Gumayusi lúc này sẽ cực kỳ mạnh mẽ với cung phong linh hoàn thành xong, cầm luôn song kiếm. Còn ở đường trên, Zed bị tấn công, nhảy ngược phía sau, nhưng có lẽ đứng đợi sẵn, Zed có thể sẽ phải mất tốc biến. Anh ta đã tốc biến, Kin không kịp làm choáng cú thứ hai. BD phải dịch chuyển rất là xa nha để tránh việc bị tấn công trong trụ. Ghost đang vào vị trí, nhưng Honor cũng đang có mặt ở đây để giúp đồng đội của mình phòng ngự. Anh ta bị kẹt lại, anh ta không có tốc biến. Đây có thể là điểm hạ gục dành cho KT, và đó là Honor đánh đu lên cố gắng cầu thời gian. Kira đứng kế bên đẩy sóng thần vào, Honor chạy không thành công, anh ta đã nằm xuống và lốc xoáy được kích hoạt. Guma chạy về bật thanh trừng ngược trở lại. Bộ đôi đường dưới của T1 sẽ sống, nhưng Honor đã phải trả giá. KT đang vùng lên, nhưng Amin thấy rằng mình cần phải farm, anh ta phải quay lại khu vực đường giữa tránh việc để Faker phá trụ. Và như vậy thì tổng tiền mà T1 đang có nó quá lớn. Sau đó sứ giả có thể được kích hoạt nếu như muốn an toàn có được trụ. Honor đang suy nghĩ về việc có kích sứ giả hay không. Vẫn đang di chuyển chung vào với lại Faker. Bẻ cong không gian làm choáng hai người. Curse lao tới, Faker là người bị hất tung lên. Anh ta vẫn lướt về được, nhưng có pha dịch chuyển. Kin chuẩn bị có mặt, Faker vẫn đang cố gắng chạy. Anh ta bị hất tung lên lần thứ hai hay không? Vẫn chưa. Kin tới, tốc biến làm choáng thành công. Đó là làm choáng có nổ. Faker bị giữ chân lại thêm một nhịp nữa. Và anh ta đó xin...
Faker đổi góc, lướt về trụ, pha xử lý khá hay của Faker. Kim vẫn cố gắng băng trụ, làm choáng Faker thêm một lần nữa. Nhưng Faker sống, Honor làm choáng thành công, nhưng đã có người hứng rồi. Nhưng hứng xong trả giá, Curse nằm xuống, dịch chuyển ngược lại, đây là Na khổng lồ. Nhưng không giữ chân được ai cả. Đây giống như máy đánh lên, nhưng không phải người đánh nữa. Kiểu như nó chuẩn á. Kiểu nó được lập trình. Khi mà họ một loạt những pha tình huống diễn ra, tự nhiên thấy bên phía của KT mất một mạng. Thiếu Anh không mất cái gì cả, vẫn đẩy lính ở cả ba đường. Sứ giả còn y nguyên, con mắt sứ giả 2 còn y nguyên chưa sử dụng. Ôi cái khoảng trống được tạo ra rồi. Không tống biến. Nằm. Cảm giác nó dễ quá. Những tình huống rất nỗ lực đến từ bên phía của KT Royster. Như ở trong ván thi đấu đầu tiên này, chúng ta chỉ có thể dùng một từ là sức mạnh hủy diệt của bên phía Thiên Quanh mà thôi. Hãy nhìn vào cái cách mà họ triển khai cả, gần như là chưa có bất kỳ một cái vết xước nào cả. Đây game, game đánh giống chơi game với đội cốt vậy. Đẩy về xong rồi tắt khô máu, bị làm choáng ở trong trụ nha. À, tốc biến Q3 tạo ra tình huống mid play tiếp theo dành cho Faker. Quá gọn ghẽ. Chết hy sinh do Kim được sống. Lao mình tới để hứng cái cản nhện, nhưng mà phải có người ở lại chứ. Sau đó thì trụ hai đường giữa cũng bị lấy. Sau đó kết không có tốc biến. Đọc tình huống đẩy sóng thần. Không chạy được, không có tốc biến, không thể nào thoát được ở trong pha thi đấu vừa rồi. Và với việc mà ở sát căn cứ như thế này thì có lẽ như bên phía của KT Royster cần tận dụng khoảng thời gian trống mà Thiên Quanh ăn con rồng này để có thể rải lượng tầm nhìn xung quanh khu vực hang Baron. Lê Hen đang chuẩn bị làm điều đó. Anh ta vừa rồi có ý định bắt cặp cùng với King, nhưng chợt nhận ra cái cơ hội để có thể kiểm soát cái phần đất ở cánh trên bây giờ đang có, nên ta giật ngược trở lại. Thì nó sẽ khiến cho bên phía của Thiên Quanh cần phải có thêm một cái đợt về nhà sạc lại lưỡng mắt và sau đó bắt đầu chiếm lại cái lượng tầm nhìn. Khó thật sự. Một đội hình kéo lết, nhưng mà bên phía của Thiên Quanh không cho phép điều đó xảy ra. Nhấp nhấp nè. Lượng tầm nhìn đang được kiểm soát khá là triệt để. Đâu rồi? Kết đây rồi, có hạt thông nổ được nâng cấp nha. Nhấp nhấp nè. Cơ hội là có. Kết đang tiếp cận, Faker đang đứng để canh bế Kết ra. Nhưng Kết vẫn ở vị trí có thể cướp được. Thiên Quanh buộc phải ngưng Baron. Họ quay ngược trở ra, đẩy sóng thần ngăn chặn. Vẫn là 50-50 nha, cơ hội dành cho KT đây rồi. Kurs đang di chuyển liên tục, Faker phía bên ngoài này. Người anh được chọn không phải là Kurs. Kurs lao xuống hang Baron và ta cướp được. Tuyệt vời, KT đã có cơ hội của mình. Họ chuyển qua tấn công Faker. Nhưng T1 đang tràn lên, Billy bị kẹt lại. Anh ta không có tốc biến và có thể anh ta sẽ phải nằm xuống pha này. Thủy ngục tung ra, Zed lao tới, Billy đã phải trả giá. Nhưng T1 cũng có thể mất một người là Keria. Khi mà King đang bơi vào nhưng King không bắt được Keria. Chỉ là một mạng cho T1 mà thôi. Baron thành công, liệu có giúp KT có thể phòng ngự được hay không đây? Sau đó sẽ là như thế nào đây? Chúng ta đang thấy Keria đang thấp máu, cần phải về nhà hồi phục. Faker có dịch chuyển, hoàn toàn có thể quay ngược trở lại cùng với những người đồng đội của mình. Theo như phong cách của bên phía Thiên Quanh, họ hiến tế một cái gì đó để có thể thắng lợi trong tình huống giao tranh à. Họ hiến tế con Baron, nhưng đó là con Baron phần nào đó như Logan đã chia sẻ, mang lại một điểm sáng hiếm hoi dành cho bên phía của KT Royster ở trong ván thi đấu này. Nhưng quan trọng hơn hết là họ cần phải chịu được thêm một cái dịp đẩy mạnh và rác của bên phía Thiên Quanh ở thời điểm hiện tại. Đúng, nghe lên tả tôi cũng hơi đau. Và đẩy mạnh và rác thẳng vào đường giữa, không cần Baron. Thường thì có Baron nó sẽ mượt hơn, cái này không cần Baron này nó còn rác hơn nữa. Bây giờ còn 25 giây nữa rồng ra, KT tập trung toàn bộ đội hình lại, đẩy mạnh ở khu vực đường giữa, lấy thế để di chuyển ra khu vực hang rồng để cạnh tranh. Thế lính ở đường trên không thực sự tốt lắm, sẽ hơi nguy hiểm một tí nếu như họ mất nhiều thời gian ở đây. Pha làm choáng không thành công, thanh trừng xây rất là đau và cả Kim cũng chịu không nổi. Sóng thần đã trúng, Billy bị làm chậm lại, ta buộc phải tốc biến, Faker lao tới không bắt được ai cả, lui nhẹ về. Guma lại lướt lên lùa, Zed sắp sửa biến thành Na khổng lồ và ta đang chạy thẳng về phía đội hình của KT. Bẻ cong không gian phải được sử dụng để giúp cho KT lui về, nhưng họ lại bị đẩy ra khỏi hang rồng. Và Thiên Quanh giật về phía hang rồng khi mà không có thành viên nào của KT ở đây cả, họ không thể tới kịp. Vẫn là câu chuyện bên phía của KT chưa mắc sai lầm, nhưng mà đội hình cái vế khác thì lại đang làm tốt hơn. Đó chính là cái sức ép đến từ những cái nỗ lực của phía Thiên Quanh ở trong giai đoạn vừa qua. Họ đẩy lui toàn bộ 5 thành viên của phía KT Royster. Và lần này thì không có bất kỳ một cái sai lầm nào cả. Con rồng ngàn tuổi gia tăng thêm cái sức mạnh nữa dành cho bên phía của Thiên Quanh. Thật với các bạn, mà khi mà Thiên Quanh thắng ván này tôi vẫn chấm với KT được 9 điểm. Nhưng bên kia gặp đội có 12 điểm trên thang 10. Giống kiểu dạng học sinh ở trong cái lớp chọn á. Kiểu như là tổng kết được 9 điểm nhưng mà vẫn xếp thứ 30 mấy của lớp. KT đánh cũng rất là ác, khi mà họ đâu có sai lầm cái chỗ nào đâu. Các bạn thấy giữ mình ở trong ván đấu liên tục. Nhưng mà đối phương đánh thì chịu thôi. Linh hồn rồng hóa kỹ, rồng ngàn tuổi, lấy đường dưới, mở. Kết từ phía sau. Kết đang di chuyển từ phía sau nhưng ta chưa tìm được góc để vào. Đây là con Na khổng lồ, Kết chưa vào được, phải đợi ít nhất là Na tí nị. Sóng thần trải ra, mất trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên rồi. Kết vẫn đang phía bên ngoài. Không biết là T1 có biết hay không đây, họ đang đi chung với nhau. Và Kết không vào được.
God đang đứng trên một con mắt được cập ra. God đang đứng trên một con mắt được cập ra. Và anh ta lồ lộ trước các hành vi của vị thứ ba. Ý tưởng là tốt. Đúng ý rồi. Tưởng thật sự vẫn rất tốt đến từ bên phía của KT. Họ vẫn đang rất nỗ lực và không hề muốn buông bỏ trong bảng thi đấu này. Con Vega vẫn đang có được cho mình đó một cái mũ. Nhưng có điều là bên phía của team quanh họ ổn áp quá. Họ đánh cực kỳ cẩn trọng sau một cái tai nạn xước xước nhẹ ở con Bado đầu tiên. Thì họ không muốn mắc bất kỳ thêm một cái sai lầm nào cả. Rồi, có bùa lợi Baron, rồng ngàn tuổi, linh hồn rồng hóa kỷ. Thế là đội hình team quanh cứ thế tiến lên thôi. Rớt dịch chuyển từ nhà ra. Anh ta sẽ ở trạng thái lúc này có đang mệt mỏi không? Tích được điểm để biến nào khổng lồ không? Đang chạy thẳng lên cánh trên. Và cầm 13 bùa lợi mạnh nhất thì tôi không thấy cách nào mà KT có thể ngăn chặn được đẩy thẳng như vũ bão này vào từ phía của T1 cả. Chúng ta không biết có được chứng kiến một pha giao tranh hay không. Giao tranh thua mười mấy ngàn tiền tôi không đếm nổi nữa. Chấp ba cái bùa, KT sẽ làm gì đây? Nếu như họ không làm gì thì họ cũng thua thôi. Thử cái gì coi. Vòng được đặt ra, làm choáng được hai người. Cất lại rồi, rớt ra chặn. T1 mới đã đổ tràn vào, Kim không kịp ú ớ gì cả. Thanh Trừng vẫn được xảy tiếp và Billy là nạn nhân tiếp theo. Bấm đồng hồ, Amin cố gắng bắn nhưng bị Faker bế thẳng vào tường và Amin đi luôn. Kurt bị rớt chặn phía bên ngoài này. Còn Lehen cũng không thoát được. Khi mà Honor đã tìm được anh ta, pha giao tranh cuối cùng là quét sạch không mất một ai. Thắng lợi ván 1 cho T1. Một ván đấu mà chúng ta cũng có thể thấy bên phía của KT Roster đã quyết định là sẽ pick một cái đội hình kéo lết. Nhưng họ không làm gì sai, chỉ có điều bên phía của T1 đã làm quá tốt với cái đội hình tấn công của mình. Áp lực tấn công nó được thể hiện với một vòng rừng ba bãi của Honor. Và anh ta đánh bật được Curse ra khỏi vực đường dưới. Từ đó một quả cầu tuyết được lăn một cách không thể nào cưỡng lại được, dành cho bên phía của T1 chiến thắng ván thi đấu đầu tiên gần như là bóp nghẹt.